Tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì tiếp tục em lại có một buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương của em. Em chào anh Lê Thọ này. Những bước nào đang vào xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương Ô Tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Thành Danh Cơ Khí nhé. Em chào bác Lê Trung Hiếu này. Chào tất cả khách hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương Ô Tô Hải Dương ạ. Những bác nào đang xem và theo dõi kênh trên fanpage của em. Em chào anh Nguyễn Đình Chất này. Thì hãy cho em một nút like và một nút chia sẻ yêu thương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Những nút like nó hoàn toàn miễn phí thôi, để em có thể nhìn thấy được tất cả khách hàng đang theo dõi buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ạ. Tám khách hàng đang vào rồi, em chỉ đợi một chút nữa thôi là em sẽ đi báo giá này. Hôm nay em lại về thêm cho mình Innova này, 7 chỗ ngồi vừa số sàn, số tự động này. 93 chào người đẹp. Em không nhớ 93 là ở tỉnh nào cơ anh ạ. Em rất hay bị nhầm về tỉnh luôn. 34 chào 93 nhá, vì em không nhớ là 93 ở tỉnh nào ấy. Chào bác Sim Vũ này. Tất cả các hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like ạ. Cho anh xem máy dầu. Máy dầu thì em có Tucson này, có Santa Fe máy dầu này, và có những chiếc như Escape như hoặc là Isuzu có máy dầu nhá. Dạ em chào chị Sim Vũ nhá. Chào em Hương xinh gái. Anh Đình Chất ơi, máy dầu em có Tucson máy dầu bản nhập Hàn, số tự động đời 2010 anh ạ. Và hôm nay em về thêm cho mình một chiếc xe VinFast Farin nữa, đời 2019 đẹp căng luôn. Em chào anh Dương Kết này, em xin phép được quấn cái tóc lên một chút, không tí nữa nó lắng toát hết mồ hôi rồi. Chia sẻ họ em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Hùng Ngô nhé. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe à Bình Phước. Dạ vâng, em chào. Em chào Hải Dương, chào Bình Phước anh nhé. Em chào anh Huỳnh Minh Hiếu này. Một chút nữa thôi các bác chia sẻ lên giúp em, để em đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay. Hải Dương nay nắng rồi nên em xin phép mặc áo nắng vào, nhìn hơi điêu một chút nhưng mà để đảm bảo cái làn da nó không bị đen quá. Chia sẻ lên giúp em ạ. VinFast Farin máy dầu em có Tucson này, có Innova, à có gì nhỉ, có Isuzu, Highlander máy dầu, Escape nữa ạ. Nên là tất cả khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì comment tên xe đây giúp em ạ. Chia sẻ lên lại một chút nữa thì em sẽ quay sang cam sau, để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Đứng chỗ này hơi bị quáng, chói mắt một chút. Chia sẻ lên giúp em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Ok, ok luôn. Hôm nay về rất là nhiều xe. Vios này, Kia Morning số sàn, số tự động, Hyundai i10 số sàn, số tự động, Cerato, dạ Innova. Innova em có vừa số sàn vừa có số tự động anh Hùng ơi. Innova em vừa có số sàn vừa có số tự động, ra đây lắng quá. Chào bác Sân Nhất nhá, chia sẻ lên giúp em ạ. Một chút nữa thôi, 30 giây nữa thôi là em xin phép được quay sang cam sau. 15 khách hàng rồi. Chào Ngọc Linh nhá, chia sẻ lên giúp mình lên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Em chào bác Lường Sao này. Kia Morning số sàn số tự động, Innova số sàn số tự động, Tucson số tự động máy dầu này. 16 khách hàng rồi, 17 khách hàng rồi. Em chào chị Hiền Hà nhé. Mazda 3S có này, về thêm này, CRX lại về thêm tiếp này. Rất là nhiều xe luôn ạ. Chia sẻ lên giúp em. Chỉ cần 20 người khách hàng vào thôi là em sẽ đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Khách đã đến xem xe tại chợ rồi, rất là đông luôn. Chia sẻ lên giúp em ạ. Một ngày mới năng lượng. Về thêm một em VinFast Farin. Chị Hiền Hà ơi, nếu như thích đi xe VinFast thì có thể đi xe VinFast nhé. Rất là đẹp luôn. Form dáng đẹp, VinFast Farin đẹp căng luôn. Màu trắng đẹp một chút nữa thì em sẽ quay nhé. Những bác nào là nữ này, form dáng đẹp, anh chị xem xe. Nhà vệ sinh góc này chị ơi. Anh ơi, con cháu đi góc này, bên tay trái ạ. Chào bác Trường Lê nhé. Nào chia sẻ lên giúp em nào. Em xin phép được quay sang cam sau, để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay dạ. Chia sẻ lên giúp em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nào. Thời tiết rất là nắng luôn. Hôm qua thì mưa rất là nhiều, nhưng hôm nay thì lại rất là nắng này. Dạ Innova anh Hùng ơi, đây em sẽ đi báo giá đây, để em quay sang cam sau và em đội lại cái lón đã. Rồi ok, Innova để em ngắm nào, xem nào hôm nay đánh ở đâu nhỉ. Anh Hương ơi, nước mắt nhìn em có Innova đoạn nào nhỉ.
À, em một chút này. Không biết là Innova Thọ đánh góc nào. À đây em nhìn thấy rồi. À, trước khi đến Innova số tự động thì em tiện em quay luôn cho khách hàng nhà mình này. Một mẫu xe Innova bản G số sàn đời 2006. Em đang bán là 218 triệu. 218 triệu màu đen cho chiếc Innova số sàn màu đen này. Innova số sàn màu đen có cho em à. Ghế da hai màu đẹp rồi, điều hòa mát lạnh luôn, túi khí an toàn, màn hình giải trí nhá. Trang bị động cơ là 2.0 7 chỗ ngồi số sàn 218 triệu bản G xịn cho em đây ạ. Bản G xịn 218 triệu Innova đây ạ. À anh ơi, Innova số tự động mà đang chỗ đây dọn rửa rồi. Cho sang bên xưởng để dọn một chút rồi anh Hùng ơi. Kết nối lại số điện thoại với em thôi chứ Innova đang cho đi dọn rồi. Đang cho đi gọi là đánh bóng tân trang một chút cho xinh gái rồi, đang cho bên xưởng rồi. Nên là để lại số điện thoại cho em gửi cho mình hình ảnh và video nhé. Dạ em chào anh Huân nhá, hôm nay anh Huân vào sớm hơn phải không? Đúng không ạ? Ở đây thì em lại mới về thêm cho mình một mẫu xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất. Nhưng mẫu này là bản cao cấp nhưng mà form dáng đời 2018 nhá. Sản xuất năm 2018, form dáng mới nhất cho em với nước sơn màu lâu cà phê đẹp. Có nút mở một trạm thông minh này. Bản này là có 10 túi khí này, có cửa lốc, xi nhan và cũng như là gương kính này cụp để chỉnh điện cho em, xi nhan trên gương. Đời 2018 có màn hình OLED siêu to rồi, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn thì quanh xe. Em đang bán với giá là 535 triệu, số tự động 1.5. Ecotec siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em nhé. Số tự động đời 2018 này, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây ạ. Em chào anh Nguyễn Thượng Luận nhá. Anh Luận ơi, xem xe thế nào rồi anh? Có sắp xếp thời gian ra bên em Hương xem xe được không ạ? Chia sẻ lên giúp em nhá. Bác Nguyễn Lượng, bác Xuân Cường này, nhiều xe đẹp quá. Chia sẻ lên giúp em ạ. SUV đây, 5 chỗ ngồi gầm cao, Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất đời 2018 này. Gương kính cụp chỉnh điện, túi khí an toàn quanh xe, màn hình giải trí rồi, túi đầy đủ cho em, option không thiếu một cái gì. Kệ bước chân lên xuống, vì là mới về nên là chưa lên video đâu ạ. Chiều nay em sẽ lên video khách hàng nhà mình. Ở bên đây thì em có cho mình một mẫu xe Corona Antis lồi đồng cối đá đời 2005. Giá chào bán chỉ có 190 triệu. Nếu như bác nào đã từng đi Corona Antis rồi thì Corona Antis này, Camry và Vios này rất là bền bỉ luôn đúng không ạ? 190 triệu. Chào bác Đoàn Lê nhé, các bác nào chia sẻ lên cho em đây Hương nào. Một nút chia sẻ tương ứng với 1 triệu đồng, 10 nút mua xe giảm luôn 10 triệu đồng, em nói là em sẽ làm nhé. Ở đây có cho mình một chiếc xe Getz số tự động bản nhập Hàn cho em. Getz số tự động với nước sơn màu vàng rất là đẹp, bản nhập Hàn nhé. Giá chào bán chỉ có 188 triệu đời 2007 nhập khẩu số tự động đây ạ. Trang bị động cơ là 1.4, màn hình giải trí to rồi, túi khí an toàn, ghế da đẹp luôn. Số tự động bác nào hợp bằng mà đi bằng B1 đi. Vợ bác nào mà đi bằng B1 thì tham khảo cho em chỗ này nhé. Getz số tự động đây ạ. Đời 2007 188 triệu. À, rất là nhiều xe luôn nhé. Mazda em có Mazda trắng, Mazda đỏ đều là Mazda 3S đây. Ở đây Innova thì với nước sơn màu đen này. Nước sơn màu đen này trước này là Innova số sàn. Đời 2006 số sàn 218 triệu. Màn hình giải trí to rồi, túi khí an toàn đầy đủ, sấy sưởi kính, điều hòa nóng lạnh hai vùng, cũng như là ghế da lên bộ ghế da đen đỏ rồi, trần cũng là trần da 3D đẹp cho em. Thảm cũng có thảm da 3D xịn luôn. Ốp hết kệ bước chân lên xuống cũng như là ốp hết phần táp ly này. Nút bấm chỉnh điện cho em ạ. 218 triệu cho chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi. Chào bác Đoàn Lê này, chào bác Lam Phạm này, chào bác Thanh Hưng Kim Cương nhé, chào bác Hồ Lượng này, các bác chia sẻ lên giúp em này. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe i10 bản sedan 238 triệu đây. Hatchback em cũng có này, bản sedan em cũng có này. Bản này thì có cho em là có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi đầy đủ này. Bao nhiêu tiền? 279. Đâu? Mới à? Xe mới về. À xe mới về. Ờ có lẽ mới về, em đọc nhầm giá rồi. Chiếc này khác, chiếc này bản đủ đúng không? Ờ con này 2017 mới về luôn. Sáng nay không ở đây, sáng nay đi kia không để ý này. À đời 2017 Hyundai i10 biển 88. Đây là một chiếc xe bản đủ này. Đang bấm là bán bao nhiêu nhỉ? 279 279 triệu đời 2017.
Hyundai i10 bản đủ đây ạ. Ôi giời ơi, đẹp căng luôn. Cứ tưởng là mai mới về cơ, nhưng hôm nay đúng là ngày 17 đẹp ngày về luôn này. Bản đủ cho em nhá, biển 88 mới căng đét luôn. Xi nhan trên gương là các bác nhìn này, đèn halogen này, đèn gầm có luôn. 279 triệu đời 2017. Bản này là bản đủ, coi cho em có nút mở một trạm thông minh. Số sàn, túi khí an toàn đầy đủ rồi, ghế da hai màu thiết kế rất là đẹp luôn. Và có cho em đầu đài nguyên bản theo xe cỡ vừa thôi, cũng đủ để nghe nhạc. Này gương, các bác nhìn gương này. Gương chỉnh cho mình rất là đẹp luôn nhé. Túi khí an toàn, có cảm biến này, tắt bật cảm biến phía sau là bốn mắt này. Bản đủ cho em. La răng thể thao, hai bánh trước được trang bị phanh ABS này. Rất là đẹp luôn. Chiều nay thì em sẽ lên video chi tiết nhất này. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. Những bác nào mà thật sự yêu thích này, rất hiếm khi mà về được một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan, nhưng mà hay về là bản thiếu, mà đã về được một bản đủ như này gọi là xuất sắc các bác nhé. Em chào bác Thay Trời Hành Đạo này, chào bác Bùi Tấn này, chào bác Hậu Mộc này, bác Lê Trường An này, anh Hòa Bùi và anh Tú Trần nhé. Các anh chia sẻ lên giúp em ạ. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe này. Em chào bác Dũng Lê này. i10 sedan bản đủ 2017, 279 triệu. Màn hình giải trí cam lùi, cảm biến có hết đầy đủ cho em rồi. Em chào anh Trung Siun này. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford Everest. Dạ, chào anh Trung Siun nhé. Ford Everest đời 2005, 186 triệu số sàn một cầu cho em. Những bác nào phải từng đi Ford Everest thì mới biết rằng xe nó chất lượng và đi nó sướng như nào. 186 triệu một cầu. Ford Everest máy dầu đây ạ. Máy dầu nhá. Đây là chiếc xe Ford Everest máy dầu, chỉ hơn 100 triệu thôi. Chào bác Đào Kha này. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm mang tên là Gentra. Gentra đời 2010 em đang bán là 155 triệu. Biển 37. Đèn gầm có. Có đầy đủ đèn gầm rồi. 155 triệu. Ghế da đẹp căng cho em. Màn hình giải trí cỡ vừa, bản này thì chưa có túi khí an toàn nhá. Ghế da đẹp luôn, tránh nắng tránh mưa cho em. 155 triệu bản sedan, la răng thể thao đẹp, Gentra đấy ạ. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford Fiesta đời 2009 số tự động, à 2011. Đời 2011 số tự động, biển 29 thủ đô đây. 295 triệu, trang bị động cơ 1.6 này, em đang cho lổ máy này. Vì các bác khách đang xem em tiện em cho lổ máy luôn. Đời 2011 số tự động, giá chào bán 295 triệu. Xin nhan trên gương, có màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi và là số tự động nhé. Ford Fiesta đời 2011 ạ. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Morning. Morning số tự động đời 2008, bản nhập Hàn, em đang bán là 179 triệu, cắt lỗ này. 179 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2008 nhập Hàn, biển thủ đô, 4 số đẹp cho em. Nhập Hàn Quốc cho em nhé. Rất là nhiều xe luôn. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Ford EcoSport nữa ạ. Và rất là nhiều Ford EcoSport này. À, chiếc này khác cách khách cọc rồi. Và thêm bán tải Nissan Navara này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Lacetti, biển 21, Lacetti SE đời 2010, bản nhập Hàn Quốc cho em, giá tam hoa 222 triệu. Lacetti SE đời 2010 nhập Hàn nhá. Túi khí an toàn, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe này. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em, lấy gió trong ngoài. Rất là đẹp luôn, form dáng rất là đẹp. Ghế da đẹp, máy số ngon, cam kết không đâm xô, không bơi lội, nên các bác hoàn toàn yên tâm này. La răng 5 chấu dạng phay, phanh ABS cả 4 bánh cho em. Lacetti 222 triệu đời 2010, bản nhập Hàn cho em ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Em chào bác Nguyễn Hùng này, chào bác Trương Hường, chào bác Xuân Lê, chào bác Ngọc Hà. Chia sẻ lên giúp em Lê Hương ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một mẫu xe Captiva. Captiva số sàn 210 triệu đồng đời 2010, trang bị động cơ 2.4, 7 chỗ ngồi nhá. Captiva, ghế da đẹp căng cho em, với lớp sơn màu đồng đẹp này. Chỉ có 210 triệu, phanh 6 chấu này, la răng 6 chấu này, phanh ABS chống bó cứng này. Chào anh Tạ Duy nhá, chia sẻ lên giúp em nào. Xin nhan trên gương và giá cực đẹp luôn, 210 triệu đời 2007, 2.4 này,
số sàn Captiva biển 88, rất là nhiều xe biển 88 luôn, rất có duyên cùng với Vĩnh Phúc này. Bên này cũng là 88, bên này cũng vậy luôn. Và ở đây thì em lại về thêm, hôm trước thì không có xe bán tải đâu. Trong ngày hôm qua cấp tốc mua thêm được một chiếc xe bán tải Nissan Navara. Một chiếc bán tải Nissan Navara số tự động, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán là 550 triệu. Đời 2018 bản nhập khẩu số tự động một cầu. Hôm nào phải đi Hải Dương đến thăm siêu thị em Lê Hương để xem ô tô, nhiều xe đẹp lắm. Dạ vâng anh ơi. Hôm nào đến Hải Dương thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Kết nối số điện thoại để em gửi cho mình định vị nhanh nhé. Đến nhà em uống rượu đi. Nhà em thợ nhà em uống rượu đỉnh lắm luôn. Nissan Navara đời 2018 nhập khẩu số tự động một cầu. Ghế da đẹp căng cho em này. Bác nào mà có siêu thích và muốn đi dòng Nissan mà bán tải thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em này. Đời, dạ. Rồi ạ, em nhìn thấy rồi. Đời 2018 550 triệu bản nhập khẩu số tự động đẹp. Nissan Navara này. Hyundai i10 bản sedan, đây là bản đủ đời 2016 nhập khẩu này. 1.2 5 chỗ ngồi 279 triệu. Em chào bác Hoàng Dư này. Nissan Navara bán tải là 550 triệu ạ. 550 triệu một cầu, số tự động đẹp cho em, bản nhập khẩu nhé. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Kia Morning. Kia Morning đời 2017, trang bị động cơ là 1.2 số sàn. Em đang bán là 228 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, điều hòa thì mát lạnh, số máy cực ngon, không đâm xô, không ngập nước. 228 triệu Kia Morning đời 2017 với lớp sơn màu vàng đẹp. Phong thủy bác nào hợp vàng, mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy nào. Cho em lên có gì nào, màn hình giải trí có rồi, có cam lùi đầy đủ. Lên luôn bộ la răng thể thao đẹp luôn. Bộ la răng thể thao đẹp, hai bánh trước là phanh ABS này. Giá chỉ có 228 triệu. Em chào bác Trương Nguyễn này. Rất là nhiều xe. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm CDX số tự động bản nhập khẩu. Biển 34 bánh đậu xanh với lớp sơn màu bạc này. Bản này thì sẽ có cửa lóc cho em, trang bị động cơ là 1.6, giá chào bán 245 triệu. Số tự động CDX có cửa lóc đầy đủ cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lỗ thông minh, số tự động sấy sưởi ghế đầy đủ cho em này. Rất là đẹp luôn, ghế da zin. Ghế da zin đẹp cho em. 245 triệu CDX đời 2009 nhập khẩu, đề lỗ thông minh rồi. Màn hình giải trí túi lóc có luôn. Rất là đẹp luôn. Phanh 5 chấu, à, la răng 5 chấu này. Dạng phay, phanh ABS chống bó cứng. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm và có luôn cam lùi cho em nhé. Cụm đèn pha thì sắc led, cụm đèn hậu thì to bản này. Vios em về thêm rất là nhiều này. Ở bên đây em có cho mình một chiếc xe Vios đời 2011 số sàn với lớp sơn màu vàng cát này. Xin nhan tích hợp trên gương. Vios đời 2011 số sàn em đang bán là 215 triệu. Trang bị động cơ là 1.5 lên na răng tâm thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em, có xi nhan trên gương. 215 triệu cho mẫu xe Vios màu vàng cát, bản sedan đẹp đây ạ. Số sàn ghế da nâng cấp lên ghế da xịn rồi. Đầu đài màn hình nguyên bản theo xe, có trang bị cho em túi khí an toàn ở ghế phụ và ghế lái nhé. Ok em Hương, dân Hòa Bình nói về rượu là nhất rồi. À nếu mà Hòa Bình thì các bác đúng là hơn Hải Dương thật. Hải Dương em chỉ nổi tiếng về ô tô thôi. Hôm nọ thợ nhà em đi giao xe vào Tuyên Quang, mở các bác Tuyên Quang uống cho thợ phải xin nghỉ 3 ngày ngủ lại Tuyên Quang không về được. Đi giao xe mà ngủ lại tại nhà chú luôn không về được vì rượu Tuyên Quang quá ngon. Chắc là Tuyên Quang gái lại đẹp nữa thì không thể về được. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Elantra biển 27A, la răng 5 chấu thể thao đẹp này, phanh ABS Elantra 195 triệu đời 2009 số sàn. Siêu phẩm Hyundai Elantra đấy ạ. Chỉ có 195 triệu thôi. Để cho anh nhé. Anh Nguyễn Hùng ơi, anh bảo để chiếc nào anh? Anh comment lại cho em để chiếc Vios này hay để cho anh chiếc Elantra này. Vios là 215 triệu, Elantra là 195 triệu.
để cho anh xe Vios, để cho anh này. Số điện thoại em ghi ở dưới màn hình rồi. Giờ em đợi anh Nguyễn Hùng để lại số điện thoại cho em này. Vios em có 208, 209, 210, 211, màu đen, màu vàng cát và màu trắng em đều có này. Anh Hùng để lại số điện thoại cho em nào. Tí nữa kết thúc buổi báo giá trực tiếp trên fanpage này thì em sẽ xuống làm việc với anh Hùng nào. Giá chào bán cho chiếc Vios này là 215 triệu đời 2011 số sàn. Số điện thoại em đã ghi ở dưới màn hình rồi. Em đang đợi anh Nguyễn Hùng bấm số điện thoại lên đây, công khai số điện thoại lên đây. Để tí nữa kết thúc livestream em sẽ xuống làm việc cùng với anh Hùng này. Và bên đây thì hôm nay em lại về thêm cho mình một mẫu xe Hyundai i10 đời 2014, bản nhập khẩu nhá. Đây là một chiếc xe Hyundai nhập Ấn Độ cho em, nhưng là bản đủ số tự động này. Hyundai i10 đời 2014, bản này là số tự động đủ cho em nhập Ấn này. 295 triệu có gì, màn hình giải trí siêu to rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, tổ hợp phím bấm trên vô lăng có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, xi nhan trên gương, la răng thể thao. Dạ em nhìn thấy số điện thoại của anh Hùng rồi này. Làm việc với các anh thanh niên nhìn phong cách làm việc rất là nhanh gọn luôn. Giá chào bán 215 triệu là bao rút hồ sơ cho anh rồi. Một chút nữa em sẽ xuống làm việc cùng với mình. Và em mới về thêm cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản nhập Ấn Độ này. Bản này có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình có rồi, cam lùi có, phía sau có cho em 4 mắt cảm biến va chạm. Xe đi rất là đầm, điều hòa mát lành luôn. Số máy ngon. 295 triệu Ấn Độ nhá. Trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi. Biển 34 bánh đậu xanh đây ạ. Nắng quá. Em về rất là nhiều xe này. Bên đây thì em lại có một chiếc Vios màu trắng này. Vios với nước sơn màu trắng, nội thất bên trong màu đen, la răng thể thao, phanh ABS này. Vios này là đời 2011. Giá chỉ có 210 triệu thôi, với nước sơn màu trắng đẹp cho em. Chiếc này thì không có xi nhan trên gương mà sẽ có xi nhan trên hông này. 210 triệu cho chiếc xe Vios màu trắng đẹp. Em chào bác Trần Sơn này. Màn hình thì bé tí tẹo thôi. Màn hình thì nguyên bản theo xe nên hơi bé một chút. Ghế da em làm ghế da đẹp rồi, các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Chia sẻ lên nào, bác Đặng Văn Huy mới vào, chia sẻ lên giúp em Lê Hương nào. Ở đây thì em lại về Hyundai Accent. Sáng nay em lên một video Hyundai Accent, các bác vào bình luận đúng là vào động rồi. Nếu như bác nào mà yêu thích Accent thì vào link của em Lê Hương Ô tô Hải Dương là vào động rồi. Accent đây nhá, một chủ tư nhân này. Một chủ tư nhân Accent đời 2018, đăng ký lần đầu 2019. Số sàn em đang bán là 385 triệu. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da đẹp căng. 385 triệu đời 2018, đăng ký là 2019 này. La răng thể thao đẹp luôn, lốp còn gần như là mới kính cong. Trang bị động cơ là 1.4. Một chủ này, em này là một chủ nhá. Chụp lại màn hình cho em này. Em quay cả biển số này, chụp lại màn hình cho em. Nếu như mà hỏi Hương ơi anh muốn xem chiếc xe Hyundai màu bạc thì nhà em nhiều lắm. Phải chụp luôn màn hình này, Hyundai Accent biển 34 đuôi 42 này. Đời 2019, 385 triệu. Chào bác Lý Diệp này, Lý Điệp này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning. Morning đời 2010 bản nhập khẩu, em đang bán là 235 triệu, biển 88, Kia Morning số tự động đẹp cho em. Em chào bác Thợ Quang, chào bác Cao Hải Nam này. Đèn halogen, đèn gầm có, la răng hoa mai, xin nhan trên gương. Bản nhập khẩu số tự động 1.0 đời 2010, 235 triệu ạ. Ghế da đẹp căng luôn. Sơn si đẹp, số máy ngon. Giá đẹp nữa, 235 triệu nhé. Em chào bác Trọng Hải này, chia sẻ lên giúp em nào. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe biển 37 nữa, Vios này. Một chiếc xe Vios màu đen biển 37 lên cho em màn hình có đầy đủ rồi. Vios đời 2009, 185 triệu. Vios đời 2009, 185 triệu, trang bị động cơ 1.5. Có màn hình giải trí rồi, la răng thể thao đa chấu đẹp, xi nhan trên gương, nước sơn màu đen đẹp luôn. 185 triệu có Vios màu đen đi này,
biển 37A 37 Thanh Hóa hay Nghệ An em không nhớ rõ. Ở đây thì em lại về thêm cho mình một chiếc xe Santa Santa Fe Gold nhá. Các bác này đặc biệt nghe kỹ cho em này, chiếc này mới về này, chỉ có một chiếc duy nhất đây mà giá rất là mềm. Một chiếc xe Santa Fe Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lần đầu 2003, giá chào bán 225 triệu, biển 15 Hải Phòng, đuôi 07 này. Một chiếc duy nhất thôi, nếu như bác nào thích đi Santa Fe máy dầu thì nhấc máy lên và gọi cho em ngay. Đây là bản nhập khẩu cho em, số tự động, Santa Fe số tự động đẹp nhá, bản nhập khẩu Santa Fe Gold, bộ ghế da nó phải gọi là đẳng cấp luôn. À em nói nhanh quá hả anh? Vâng, chắc là em nói nhanh quá, em sẽ cố gắng nói chậm lại. Kiểu cái tính cách của em với cả khu vực em sống hay nói nhanh ấy. Cũng mấy lần các bác trong Sài Gòn, Bình Dương cũng gọi điện ra: Hương ơi nói chậm thôi anh không nghe kịp. Dạ cảm ơn anh Bùi Tấn nhá. Em sẽ cố gắng nói chậm này. Santa Fe máy dầu, Santa Fe Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lần đầu là 2003, bản nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Ghế da này các bác nhìn màu ghế da đẹp căng cho em nhé. Số tự động có sấy sưởi ghế hai bên cho em này. Có sấy sưởi ghế này, điều hòa auto này. Có sấy sưởi ghế, điều hòa auto hai bên. Bản nhập khẩu cho em Santa Fe máy dầu 225 triệu, la răng thể thao, 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Em chào bác Lê Tiến này. Kia K3 về thêm nhưng mà chưa cập nhật được giá này, chỉ nói cho các bác nhìn một chút thôi. Em lại về thêm được một mẫu xe Kia K3. Ôi số tự động, bộ ghế da phải gọi là đẳng cấp. Bộ ghế da phải gọi là đẳng cấp luôn. Với những cái lưới massage, những cái lan massage như thế này. Chiều nay em sẽ lên về mẫu xe Kia K3, có cả đề lổ thông minh, màn hình giải trí này, nước sơn màu lâu cà phê đẹp. Vì mới về em chưa cập nhật được giá. Bánh xe thể thao, phanh ABS này, Kia K3 cửa lóc đầy đủ cho em. Có cho em gì? Đèn bi sa lông, đèn gầm, mắt cảm biến này, xi nhan trên gương, chiều nay em sẽ cập nhật này. Còn ở đây siêu phẩm ngày hôm nay em muốn nói đến đây ạ. Một mẫu xe VinFast Farin. VinFast Farin đời 2019 số tự động, trang bị động cơ 1.2 tư nhân này. Tư nhân nhá, em đang bán là 345 triệu. Chiếc này thì có độ cho em là đề lổ thông minh, vô lăng thì tích hợp rồi, màn hình cam lùi. Đây màn hình cam lùi này, la răng thể thao các bác nhìn cho em này. Màn hình có rồi, cam lùi có, vô lăng tích hợp này. Lập đây, các bác nhìn cho em này. Ốp hết mạ chrome cao cấp quanh xe rồi, xi nhan trên gương. Màn hình giải trí có này. VinFast Farin đẹp từng centimet này, đề lổ thông minh, 345 triệu, có tổ hợp phím bấm chân vô lăng cho em luôn này. Rất là đẹp luôn, form dáng này, form dáng sport đẹp cho em. Clip bô đẹp chưa các bác nhìn bô này, bô đã độ hết lên rồi, em này là độ full đồ rồi. VinFast Farin đời 2019 số tự động 345 triệu. Màn hình giải trí này. Chiếc xe này cũng có cho em nào hỗ trợ trơn trượt này. Hỗ trợ cả trơn trượt. Vào xe mùi rất là thơm luôn. Sấy sưởi kính này. Màn hình giải trí xịn cho em. Đề lổ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ này. Hỗ trợ trơn trượt cho em nữa rồi. VinFast Farin 345 triệu đời 2019 tư nhân một chủ cho em. Số tự động đẹp, la răng lên, la răng thể thao siêu chất này, xi nhan trên gương. Một chiếc duy nhất, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. 345 triệu nếu như bác nào mà chưa không ưng em này nữa thì không thể thử ưng một em nào cả. Xe rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì ở đây em lại có cho mình một chiếc xe măng lốt, bản sedan hai đầu đẹp. Măng lốt giá chào bán chỉ có 145 triệu, số tự động đời 2007 này. Form dáng này là chuẩn form dáng cán bộ đây. Mặt sedan phía trước rất là dài luôn. Rất là dài và to, biển thủ đô đẹp. Măng lốt 145 triệu đời 2007 số tự động cho em này. Khóa
khóa cửa rồi, để bên ngoài em khóa cửa rồi. Em chào bác Thảo Lương này, chào bác Lương Vĩnh Phúc này, Vĩnh Phước này. Chia sẻ lên giúp em nào. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Vios màu đen. Vios màu đen đời 2010. Bản này em đang bán là 206 triệu với lớp sơn màu đen đẹp này. Hyundai Accent nữa đây. Rất là nhiều Hyundai. Một mẫu xe Hyundai Accent đời 2019, đời cao chót vót, số sàn biển 89 này. Đèn halogen, đèn gầm có, la răng thì vẫn là la răng nguyên bản cho em. Xin nhan trên gương đời 2019, có tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Em đang bán là 385 triệu số sàn đời 2019 cho chiếc xe Hyundai Accent đẹp như mới này. Em chào bác Sinh Đoàn này, chào bác Nguyễn Lông này. Các bác nào chia sẻ lên giúp em nào. Rất là lắng luôn mà em vẫn đang live stream nhiệt huyết cho mình đấy ạ. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning bản đủ. Bản đủ nhập khẩu đời 2014, giá chào bán chỉ có 225 triệu. Trang bị động cơ là 1.0, 225 triệu, có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Túi khí an toàn đầu đài này, có cả đề lỗ thông minh này. Nút mở một chạm trên cánh cửa. La răng thể thao phanh ABS. Cụm đèn pha thì thiết kế đã ốp hết cho em rồi. Có đèn gầm đầy đủ luôn. Nhập khẩu đời 2014, trang bị động cơ 1.0. 225 triệu cho chiếc bản đủ nhé. Innova đây ạ. Lại về thêm một chiếc Innova biển Hải Dương này. Innova với lớp sơn màu bạc đây. Innova số tự động, giá chào bán là 330 triệu đời 2010 đây. Em chào bác Nguyễn Văn Phán, là bác Ngô Hùng đâu rồi. Innova đời 2010, 330 triệu số tự động. Một chiếc duy nhất số tự động này, nếu như bán chiếc này rồi phải vài tháng sau mới nhập được Innova. Innova rất là khó nhập, mà về phát em lại cứ bán ngay. Nói gì thì nói, khách hàng nhà mình vẫn thích Innova đúng không ạ? Innova đây, em chào bác Đỗ LT, chào bác Nguyễn Văn Phán này. Innova số tự động đẹp cho em. Một chiếc duy nhất này. Ghế da đẹp căng, máy số không đâm xô, không ngập nước, không bơi lội gì đâu ạ. Các bác cứ yên tâm này. Innova số tự động đời 2010, giá chào bán 330 triệu. Lắng quá, lắng quá anh ơi. Vâng, cũng phải chiều trưa mới là được chim của anh ạ. Ở đây thì em lại về thêm một chiếc xe CDX này. Vì tiện khách đang mở lên xem, em quay luôn cả khoang động cơ máy móc này. Động cơ Ecotec này, form dáng đẹp căng, vừa mới về nhưng mà như kiểu là đã dọn rồi. Nhìn rất là sạch đẹp. CDX đời 2009, bản nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ là 1.6 này. Trang bị động cơ là 1.6. Giá chào bán cho chiếc CDX này là 238 triệu, giá rất là vừa luôn, rất là mềm. 1.6, con này vì sao giá lại rẻ hơn những chiếc khác? Là vì nhập được giá đẹp hơn, nên em sẽ để cho khách hàng nhà mình giá đẹp hơn nhé. Màn hình giải trí có rồi, đề lỗ thông minh, cửa lóc đầy đủ cho em. 238 triệu, la răng thể thao 5 chấu dạng phay, phanh ABS đẹp này. Vì sao lại rẻ hơn trước kia 245 mà trước này có 238? Đơn giản là vì bác chủ để rẻ thì em Hương lại để rẻ giá đẹp cho mình. Còn nếu như bác nào thích xe Kia Cerato thì em về thêm một chiếc biển Hải Phòng này, bốn mắt cảm biến này, bô líp thể thao, phanh ABS, la răng thể thao, gương kính cụp chỉnh điện, số tự động, đề lỗ thông minh. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, màn hình có rồi nhưng mà mới về, chưa lên video, chưa cập nhật được giá này. Chia sẻ lên giúp em nào, chị Nguyễn Hậu này, bác Phạm Hữu này, Phan Hữu đúng không ạ? Chia sẻ lên giúp em Lê Hương nào. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai, Hyundai i10, nhưng đây là bản sedan cho em nhé. Bản này đời 2015, nhập khẩu bản sedan, trang bị động cơ 1.2, giá chào bán 238 triệu. Các bác nhìn này, từ tay nắm cửa này, nẹp chân kính này, vì chắn mưa này, ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. Ghế da đẹp xịn luôn. Tổ hợp phím bấm có ở trên vô lăng. Màn hình giải trí đầy đủ cho em.
238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản sedan đẹp. Màu trắng đẹp, đi taxi ok, dịch vụ ok. Cũng như là khách hàng nhà mình có thể chạy dịch vụ hoa cưới hỏi nhé. Vì màu trắng rất là đẹp, cam lùi có, màn hình có, ốp hết mạ chrome. Từng chi tiết nhỏ nhất ốp hết cho em rồi. 238 triệu nhập khẩu ạ. Accent nhiều vô kể luôn. Ở đây thì em có cho mình lại một chiếc Accent số sàn đời 2016 này. 300 bao nhiêu, 300 mấy nhỉ? Tự dưng quên giá rồi, thôi bỏ qua. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent bản Blue này. Nhiều Accent quá nên em bị lẫn giá, bị loạn về giá về Accent vì quá là nhiều Accent. Accent biển 34 bản Blue cao cấp 16699. Có cho em này, màn hình giải trí, à gì nhỉ, đèn bi salon này, giải đèn nét này, có đèn gầm, xin nhan trên gương. Giá chào bán là 345 triệu. 345 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent bản Blue đẹp cho em đây ạ. Đời 2016 Accent nhập khẩu bản Blue 345 triệu. Số sàn tổ hợp phím bấm trên vô lăng 345 triệu. Bản này là bản Blue nhập khẩu nhá. Nhiều Accent quá lắm luôn. Rất là nhiều Accent này. Lại Hyundai Accent nữa này. 8 chiếc Accent hiện đang sẵn tại bãi này. Mới về đây các bạn, các bạn thấy không? Một ngày bán 20 chiếc xe. Phải cố gắng làm sao phải về để bù lại 10 chiếc. Chứ không phải làm sao mà có xe mà bán đúng không ạ? Đi sâu hơn nữa vào trong đây này. Còn nguyên cái dãy này là chưa báo giá này. Nguyên cái dãy này là chưa báo giá này. Vì nhiều xe quá. Bác Dũng Lâm này, bác Lê Trung Kiên, chia sẻ lên giúp em nào các bác ơi. Chia sẻ lên nào, toàn một mình em nói thôi. Các bác có vào nghe rồi, có vào để ý theo dõi em rồi nhưng mà không thể nói năng gì. Thay vì các bác inbox riêng cho em thì nói luôn trực tiếp trên đây. Vấn đề gì muốn hỏi em thì em trả lời luôn. Trả lời một phát như thế này là rất là nhiều khách hàng cùng nghe được, đúng không ạ? Em chào bác Hoàng Thảo này, chia sẻ lên giúp em nhé. Một chiếc xe Kia Sorento. Đời này là đời 2009, nhập khẩu số tự à, bản là bản Việt Nam nhé, bản lắp ráp. 380 triệu đời 2009, số tự động. Trang bị động cơ là 2 chấm mấy nhỉ? 2.4. Có đây, vô lăng có túi khí này, tổ hợp phím bấm này. Ghế da đẹp căng cho em. Sấy sưởi kính điều hòa auto. 380 triệu cho chiếc xe Kia Sorento, khóa cầu V-size đầy đủ rồi. Ở bên đây thì lại tiếp tục mới có cho mình một chiếc xe Spark Van tập lái biển D, 85 triệu. Rất là rẻ luôn này, 85 triệu có ô tô này. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Zoti T600. Một chiếc xe đến từ Trung Quốc. Nếu như bác nào hỏi em là xe này đẹp như thế này, nhập gì? Nhập Trung Quốc cho em nhé. Nội địa Trung Quốc, ông Hoàng công nghệ đây. Nếu như bác nào mà thích dòng xe này, phải tìm hiểu thì mới mua được xe này. Còn nếu như nhiều khách hàng chỉ cần nghe thấy tiếng Trung Quốc thôi đã không thích rồi. Nhưng đối với em bán hàng như Lê Mê Hương, rất thích chiếc xe này. Công nghệ của nó, máy móc, nội thất cực chất, cực ngon luôn. Không phải là cứ đồ Trung Quốc là dởm đâu ạ. Riêng về dòng ô tô nó sẽ khác hoàn toàn nhé. Đèn bi salon, đèn gầm, la răng thể thao, phanh ABS, xin nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Ghế da đẹp, số tự động, ga tay tự động Cruise Control này. Có cho em là hỗ trợ trơn trượt này. Cửa sổ toàn cảnh panorama. Cửa sổ toàn cảnh luôn này. Màn hình giải trí có rồi, đề lộ thông minh. Khóa phanh tay là khóa bằng điện nhé, không phải là khóa bằng cái cần gạt như mọi khi đâu, mà khóa là khóa bằng điện này. Hỗ trợ trơn trượt này. Niếc đèn theo vô lăng. Đề lộ thông minh. Nói chung là chiếc này nó rất là nhiều option. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho em. La răng thể thao đẹp rồi. 320 triệu, giá còn đẹp hơn. Cảm biến phía sau đầy đủ, bô đôi thể thao. 320 triệu này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Innova nữa đây ạ. Innova bản G đời 2008, số sàn em Hương đang bán là 245 triệu. Trang bị động cơ là 2.0. Innova 245 triệu, 8 chỗ ngồi. Ghế da zin đẹp cho em. La răng 4 chấu, à vô lăng 4 chấu. Túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản này. Có cái màn hình cỡ vừa, cam hành trình có luôn. Innova đây ạ. Innova 245 triệu bản G nhá, trang bị động cơ 2.0.
Em chào bác Trần Trọng Rick này, chào bác Dương Thủy này, chào bác Hoàng Đạt này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Nasetti SE. Nasetti SE nhập khẩu đời 2009 số sàn, trang bị động cơ là 1.6 này. Giá chỉ có 193 triệu thôi ạ. Giảm cắt lỗ này, 193 triệu cho chiếc xe Nasetti SE bản nhập khẩu cho em. Em chào anh Nam Nguyễn nhá. Có phải là bây giờ anh Nam Nguyễn mới vào hay là vừa vào rồi lại ra rồi lại vào lại sao rồi em nhìn thấy nhỉ? Nasetti SE 193 triệu, đời 2009 bản nhập khẩu cho em. Em chào bác Sao Công này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2016 số sàn, trang bị động cơ 1.2, giá chào bán là 215 triệu. Màn hình giải trí OLED, ghế da đẹp, không đâm xô, không ngập nước, gương kính cụp chỉnh điện cho em. La răng thể thao đẹp rồi. Đời 2016 giá chào bán 215 triệu ạ. Bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Nasetti SE nhưng với lớp sơn màu xanh đá cực đẹp này. Bản nhập khẩu số tự động. Đời 2009 giá em đang bán là 220 triệu. Túi khí an toàn đầy đủ cho em này. Ghế da hai màu cao cấp, chào bác Giang Hân nhé, chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Nasetti SE màu xanh đá này, 220 triệu nhập khẩu. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Zondo máy dầu số tự động. 468 triệu đời 2014, màn hình giải trí để lỗ thông minh. Em chào anh Nam nhé, chia sẻ lên giúp em nào. La răng thể thao, đèn bi salon này, gương kính cụp chỉnh điện. Ôi, lắng quá. Ở đây thì có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta. Chiếc Ford Fiesta biển thủ đô này là đời 2013, số tự động. Gì rất là đầm xe, biển thủ đô xịn đẹp cho em này. Xin nhan trên gương, form dáng đẹp. Ford Fiesta 318 triệu, đời 2013. Tổ hợp phím bấm thì có trên vô lăng có rồi. Kết nối Bluetooth này, nghe nhạc giải trí cho em. Màn hình gỡ vừa. Ghế da là một cái màu rất là sang luôn nhá. Trần lỉ zin, nhưng trần dưới là trần 3D, da đẹp rồi. Rất là chắc chắn luôn, đi chiếc xe này em cảm thấy là rất là ổn định, ok này. Ford Fiesta 318 triệu. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Vios nữa ạ. Một chiếc xe Vios đời 2008 này, 178 triệu, biển 38 này, bản này là bản e xịn cho em nhé. Em chào bác Lục Kèn này, chào bác Nguyễn Quang Duy này. Ở đây thì rất là nhiều dòng xe mẹc, những bác nào mà thích xe mẹc thì em có này, C250 này. Giá chỉ có 388 triệu thôi này. Lắng quá, các bác chia sẻ lên giúp em Lê Hương ạ. Mỗi bác thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân thôi. Không cần phải chia sẻ nhiều đâu ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe ô tô đang được chào bán bên em. Khách đến xem tại chợ cũng rất là nhiều. Quá là nóng luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe ô tô đang được chào bán bên em Lê Hương. Những bác nào thật sự quan tâm về mẫu xe nào, không phải đâu anh ạ, do mạng ấy anh ạ. Mấy bữa nay mạng Hải Dương nó bị làm sao không biết, là nó có cắn con cá mập, nó có cắn vào cáp quang không, chứ mạng bị làm sao luôn anh ạ. Sóng chập chờn quá. Vâng, cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ theo dõi em trong suốt thời gian qua. Có lẽ là mạng có vấn đề rồi nên buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay em xin phép được dừng ở đây. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo cho em. Em chào anh David Đỗ nhé. Kết nối Zalo cho em, số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. Tucson, VinFast, Farin, Innova. Em nhận được rất là nhiều comment cũng như là điện thoại khách hàng nhà mình đây ạ.
có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp tại đây. Trước khi ra thì khách hàng cho em xin một lượt like và nhớ là hãy chia sẻ lên cho em. Những bác nào chưa bật cái nút thích trang cũng như là bật quả chuông thông báo lên thì hãy cho em xin lượt thích trang và quả chuông thông báo lên nhé, để khi em update video này cũng như là em buổi báo giá trực tiếp thì nó sẽ phát trực tiếp, các bác sẽ biết ngay là em Lê Hương đã phát sóng nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương đồng hành hết buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Trước khi ra thì nhớ chia sẻ cho em nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ comment tên xe lên. Chia sẻ giúp em kết nối số điện thoại cho em này, 0354602790 ạ. Mạng nó bị chập chờn quá rồi. Còn bây giờ thì em xin chào nhé. Em chào anh Nguyễn Nhàn nhé. Anh Nhàn vào muộn quá ạ.